Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về một chiếc bóc sạc mới. Thì đây là một chiếc bóc sạc 7 pin. Nó gắn tối đa được 7 pin song song với nhau. Bóc sạc này có hai cổng ra USB. Một đèn LED, cái đèn LED này khá là to. Các bạn có thể chiếu trong trường hợp mà mất điện hoặc là các bạn đi chơi, đi dã ngoại. Dùng nó có thể thay chiếc đèn pin. Cái dung lượng tối đa mà ghi trên thông số của thiết bị ở đây là 20.000 mAh. Tuy nhiên thực chất cái dung lượng này thì sẽ tính bằng tổng dung lượng của 7 viên pin các bạn lắp song song ở đây. Nếu mà các bạn lắp các viên pin mà dung lượng khoảng độ 3.400 mAh thì cái dung lượng thực tế của bạn sẽ có thể lên đến khoảng độ 25.000 mAh. Dung lượng rất là lớn. 25.000 mAh thì bạn có thể sạc được cỡ khoảng độ là tầm 7 lần cho iPhone 6 hoặc iPhone 6 Plus. Chiếc box này đầu vào là tối đa là 2,3A. Đầu ra nó hai đầu ra. Đầu ra 1 là một cổng là tối đa 2,5A và tổng đầu ra cả cổng 1 và cổng 2 tối đa là 4,2A. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử chiếc box này. Thì chiếc box này thì có hai màu đen và màu xanh dương ở đây. Thì đây là chiếc bóc khi mà tôi đã lắp đủ 6 viên pin. Thường các viên pin này thì bạn có thể tháo ra từ xe laptop cũ hoặc là bạn có thể mua pin mới. Thì các cái pin cũ thì ưu điểm là giá thành các cái cell nó sẽ rẻ, nó chỉ khoảng độ từ 10 đến 20.000 một cell. Tuy nhiên điểm dở của các pin cũ đó là cái nội trở của pin khá là lớn. Vì vậy khi mà các bạn gắn với cả tải bên ngoài thì thường cái điện áp của viên pin sẽ tụt rất nhanh, do đó khi mà các bạn sạc đầy thì pin có thể báo là các bạn là đầy 100%. Tuy nhiên khi các bạn đem ra các bạn gắn vào tải thì cái phần trăm của pin nó sẽ tụt rất là nhanh. Ví dụ ở đây thì pin này đang đầy khoảng độ 50%. Đây là hình ảnh chiếc box sau khi mà chúng ta đã đóng đầy đủ vào. Thì đây là có hai cái đèn LED, 4 đèn LED ở đây để báo hiệu phần trăm pin. Bây giờ chúng ta sẽ thử đánh giá cái chất lượng của pin khi mà chúng ta sạc cho điện thoại và máy tính bảng. Thì để kiểm tra chất lượng của pin thì ở đây tôi có một thiết bị đo GBT mà nâng cao. Và chúng ta có dây. Đầu tiên chúng ta sẽ thử với cả điện thoại iPhone. Điện thoại này đang còn 15% pin. Như vậy nếu các bạn sạc thì dòng sạc sẽ ra cỡ khoảng độ xấp xỉ là 1A. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem. Bạn thấy là khi không có tải thì điện áp của bóc ra là cỡ khoảng độ 5,2V. Để chúng ta cắn thử vào. Thì khi không có tải thì chiếc bóc này sẽ tự ngắt, vì vậy bạn sẽ cần phải bật bóc lên. Bạn thấy là cái điện áp à, cái dòng ra đang là 0,97, sắp xỉ 0,98. Như vậy là sạc ra được 1A. Đối với iPhone thì khi các bạn sạc thì dòng cũng chỉ ra được khoảng độ 0,97, 0,98, chứ ít cái cục sạc nó được chính xác là 1A. Bạn có thể kiểm tra lại cái dòng này bằng cách là bạn cắm trực tiếp vào một cái cục sạc. Ví dụ tôi có cục sạc Aoki ở đây. Thì dòng ra nó, dòng sạc nó chỉ khoảng độ 0,98 thôi, chứ không được chính xác là 1A. Thậm chí nó còn thấp hơn. 0,9596. Tiếp theo chúng ta sẽ thử sạc đối với một chiếc điện thoại Android. Ở đây tôi có một chiếc điện thoại Philips. Pin đang đầy khoảng độ 43%.
Tôi thấy là dòng sạc cho cái điện thoại này đang được khoảng độ 1,6 ampere. 61. Chúng ta tiếp theo chúng ta thử sạc đối với một cái máy tính bảng. Thường các máy tính bảng thì cái dòng sạc của nó cỡ khoảng độ 1,8 cho đến 2 ampere. Đây tôi có một cái máy tính bảng của Dell để xem cái dòng sạc nó có thể cung cấp cho máy tính bảng này bao nhiêu. Bạn thấy là đối với máy tính bảng này cái dòng sạc đang cung cấp cho nó là khoảng độ 1,88 ampere. Và điện áp khá là ổn định. Bây giờ tôi xuống khoảng 1,86. Thì để thử với máy tính bảng thì bây giờ chúng ta thử có thể thử với cả cái củ sạc gốc. Xem củ sạc gốc thì có thể sạc được với bao nhiêu. Đây tôi cũng là dùng một cái củ sạc Aoki ở đây. Bạn thấy là cái củ sạc này thì cũng chỉ sạc được cho máy tính bảng với cỡ cái dòng là khoảng độ 1,88. Như vậy cái chất lượng của box này cũng không thua gì với cả cái chất lượng của củ sạc khi mà các bạn cắm để sạc. Vì nó có thể cho ra dòng tối đa chỉ chênh so với cả củ sạc là cỡ khoảng độ 0,01 ampere thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem là khi sạc thì cái chiếc box sạc này sẽ nhận dòng là bao nhiêu. Bạn thấy là chiếc box sạc này đang được sạc ở cái dòng là cỡ khoảng độ 1,93, 1,94 ampere. Như vậy với 7 pin mà sạc ở cỡ khoảng độ gần 2 ampere này thì bạn có thể sạc với cái thời gian nó ngắn hơn. Vì cỡ khoảng độ 1,2 ampere tức là 1 giờ thì các bạn sẽ sạc được vào khoảng độ 2000 mAh, 2000 mAh giờ. Cho cái 7 pin này dung lượng khoảng độ 2500 thì chúng ta sẽ mất cỡ khoảng độ là 12 tiếng nếu mà sạc từ cái pin kiệt hoàn toàn cho đến khi pin đầy 100%. Rồi, cuối cùng thì chúng ta sẽ thử xem là cái dòng da tối đa mà chiếc box này có thể cung cấp là bao nhiêu. Để test cái dòng da tối đa của box thì ở đây tôi có một chiếc tải giả lập. Chúng ta sẽ thử xem là cái box này có thể chịu được cái tải tối đa là bao nhiêu. Nó thấy là gần 2A thì cái điện áp của cái box này vẫn cung cấp vẫn là 4,92 V. Bạn thấy là cái phần trăm pin đang tụt xuống 1 bởi vì cái pin này tôi đang dùng là pin cũ, độ trở pin khá lớn, khi mà dòng cao thì cái điện áp của pin nó sẽ tụt xuống khá là nhiều. Nếu các bạn dùng các cái pin mới nội trở thấp chỉ khoảng độ 0,1 đến 0,2 ohm thì cái tỷ lệ tụt này sẽ thấp hơn, nó ổn định hơn. Thì đây là cái điều đánh đổi khi các bạn sẽ sử dụng pin cũ, pin mới. Pin cũ thì thường dung lượng kém hơn và cái mức độ tụt áp sẽ cao hơn khi mà cái dòng da lớn. Các bạn thấy là ở khoảng độ 2,2A thì điện áp tầm 2A là điện áp khoảng độ 4,85 V và kéo xuống khoảng độ 4,5 V thì điện áp khoảng độ 2,3 V, 2,3A. Như vậy chiếc box này với lắp cái pin hiện tại thì đang có thể đưa ra cái dòng là cỡ khoảng độ 2,3 ampere tối đa. Thì cái tài chất lượng này còn tùy thuộc vào cái chất lượng của pin nữa. Nếu mà pin cũ thì thường nó sẽ không được, nó chỉ được tầm 2,3 thôi. Cái pin mới thì có thể nó cho dòng da tốt hơn. Cái tỷ lệ
pin, cái phần trăm còn lại của pin này nó đánh giá theo cái điện áp của pin. Thì các cái pin cũ thì thường cái nội trở lớn cho nên là tụt áp rất là nhanh. Vậy mà khi mà dùng thì các bạn sẽ phải cân nhắc chọn giữa cái pin, chọn giữa các pin, chọn xem cái pin nào có nội trở nó thấp. Bạn thấy là khi dòng mà giảm xuống thì cái pin ở đây hiển thị lên còn hai vạch. Vì vậy một số các bạn khi mà sử dụng pin cũ thì bạn sẽ phải cái báo phần trăm pin này nó sẽ không được chuẩn như là pin mới. Nhất là khi mà các bạn đang dùng xả cho cái dòng lớn. Thì khi không có tải thì chỉ khoảng độ 5 đến 10 giây sau là chiếc box tự ngắt. Còn để bật đèn thì bạn phải nhấn và giữ nút nguồn. Thì đây là cái box. Bạn muốn tắt thì nhấn và giữ nút nguồn. Thế đây là chiếc box khá là tiện. Tháo lắp dễ. Và cái dung lượng rất là lớn thì phù hợp cho những bạn nào mà muốn có cái nguồn năng lượng dự trữ lớn cho điện thoại khi các bạn chơi game hoặc đi chơi đâu xa hoặc đi chơi ra ngoại. Xin cảm ơn bạn đã theo dõi.